Và quay trở lại, bản tin Việt Nam cho biết Hoa Kỳ tiếp tục tìm kiếm 1.246 người Hoa Kỳ mất tích tại Việt Nam. Chính phủ Hoa Kỳ sẽ tiếp tục nỗ lực để tìm kiếm 1.246 trường hợp quân nhân Hoa Kỳ vẫn còn mất tích tại Việt Nam, theo thông tin từ Đại sứ quán Hoa Kỳ ở Hà Nội. Nhân ngày tưởng niệm tù binh và người mất tích, ngày 20 tháng 9 ở Hà Nội, Đại sứ Hoa Kỳ Daniel Kretzenbrink đã phát biểu: Chính phủ Hoa Kỳ cam kết mạnh mẽ với nhiệm vụ kiểm kê một cách đầy đủ nhất có thể những quân nhân Hoa Kỳ hiện còn mất tích và nỗ lực đó đang được thể hiện trọn vẹn tại Việt Nam và các nước khác trên thế giới. Trong hơn 30 năm qua, chính phủ Việt Nam, Hoa Kỳ đã duy trì sự hợp tác mạnh mẽ nhằm kiểm kê đầy đủ nhất có thể những người Hoa Kỳ còn mất tích từ cuộc chiến tranh tại Đông Nam Á. Trước đó, ngày 17 tháng 9, trong buổi lễ hồi hương hài cốt quân nhân Hoa Kỳ lần thứ 151 tại sân bay Đà Nẵng, phía Việt Nam đã trao trả hai bộ hài cốt của quân nhân Hoa Kỳ mất tích trong chiến tranh Việt Nam. Thưa quý vị, Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế thăm Hòa Thượng Thích Quảng Độ. Phái đoàn Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế của Hoa Kỳ đã đến thăm Hòa Thượng Thích Quảng Độ, tăng thống của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất vào ngày 18 tháng 9, theo tin từ các tổ chức tôn giáo độc lập và không được chính quyền công nhận. Hòa Thượng Thích Nguyên Lý là trụ trì của Chùa Từ Hiếu ở Sài Gòn cho biết, Hòa Thượng Thích Quảng Độ đã đưa ra các kiến nghị với phái đoàn để nhằm gây áp lực chính quyền Việt Nam giảm bớt vi phạm tự do tôn giáo. Trước đó, cũng trong ngày 18 tháng 9, Phái đoàn Tự do Tôn giáo cũng đã gặp gỡ với các đại diện của Hội đồng Liên Tôn ở Chùa Giác Hoa, Linh Mục Phaolô Lê Xuân Lộc thuộc dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn, là thành viên của Hội đồng Liên Tôn, đã chia sẻ nội dung cuộc gặp gỡ này. Ngài nói rằng trong buổi gặp, đại diện các nhóm tôn giáo trình bày sự sách nhiễu đàn áp của nhà cầm quyền Việt Nam đối với nhóm tôn giáo của mình, nhất là những người đứng lên nói tiếng nói của công lý. Thương lái Trung Quốc phá danh tiếng sâm quý Việt Nam. Sâm Việt Nam hay còn được gọi là sâm Ngọc Linh, được xem là một dược liệu quý đắt hơn vàng, nay được bị thương lái Trung Quốc tiếp tay cho một người kinh doanh dùng đủ chiêu trò để phá hỏng danh tiếng. Báo trong nước ngày 19 tháng 9 dẫn tin từ các chuyên gia và người trong nghề khẳng định thị trường sâm Ngọc Linh từ cửa hàng bán online cho đến hàng sắp tay hiện nay đều là hàng giả. Những chiêu trò đang lưu hành là dùng củ tam thất chế thành sâm Ngọc Linh bằng cách cho hóa chất tạo mùi vị giả rượu của sâm. Nối ghép các loại củ và đoạn củ sâm Ngọc Linh thật, độn bi sát vào để tăng trọng lượng, thậm chí nhập loại sâm Trung Quốc có hình thái y như sâm Ngọc Linh để giả tạo. Với chiêu trò này, chẳng mấy chốc loại sâm quý nhất của Việt Nam sẽ không còn chỗ đứng trên thương trường quốc tế bởi sự thật giả lẫn lộn khó lường. Thưa quý vị, tiếp nối là phần tin cộng đồng cho biết về buổi hội ngộ mùa thu 2019 của Hội Ái Hữu Đồng Hương Sài Gòn Gia Định vùng Hoa Thịnh Đốn. Vào Chủ nhật ngày 15 tháng 9 năm 2019, Hội Ái Hữu Đồng Hương Sài Gòn Gia Định vùng Hoa Thịnh Đốn đã tổ chức một buổi picnic tại Lake Acorton Park, thành phố Springfield, tiểu bang Virginia. Hội Ái Hữu Đồng Hương Sài Gòn Gia Định vùng Hoa Thịnh Đốn tuy mới thành lập chưa đầy 4 năm, nhưng được sự yêu thương và hưởng ứng của tất cả quý đồng hương và là hội đoàn duy nhất của người Việt tại hải ngoại có tên gọi thân thương Sài Gòn Gia Định. Đúng 12 giờ trưa, buổi họp mặt khai mạc với phần chào cờ, Mỹ Việt và phút mặc niệm. Sau đó là phần phát biểu và cảm ơn các quan khách và các đồng hương của hội trưởng Nguyễn Vĩnh Hưng. Tiếp đến là phần phát biểu của ông Lý Thanh Phi Bảo, Chủ tịch Cộng đồng Việt Nam vùng Washington DC, Maryland và Virginia. Ông Bùi Mạnh Hùng, Chủ tịch Hội Cao niên Maryland, cho các hoạt động sắp tới trong vùng thủ đô Hoa Thịnh Đốn. Buổi họp mặt đông đủ hội viên thân hữu và các đại diện của các hội đoàn trong vùng đã làm cho bầu không khí thêm vui vẻ và thân mật. Buổi picnic kết thúc vào lúc 3 giờ trưa cùng ngày. Bản tin Đời Sống nối tiếp cho biết việc uống nước lạ có thể làm gia tăng nguy cơ mắc bệnh ung thư. Thưa quý vị, trước khi quyết định uống nước từ bồn rửa tay hay rửa mặt, quý vị nên suy nghĩ kỹ càng. Và nguyên nhân được cho là vì thói quen uống nước lạ có thể khiến cho chúng ta bị tăng nguy cơ mắc bệnh ung thư. Các chuyên gia cho rằng bên trong nước lạ có chứa nhiều loại hóa chất nguy hiểm. Nếu như không được thanh lọc kỹ càng, chúng có thể khiến cho người uống ngã bệnh, gây nhiều hậu quả tai hại cho sức khỏe về sau.
Một cuộc nghiên cứu đã được cơ quan bảo vệ môi trường tiến hành trên nhiều loại nước máy và kết quả cho thấy bên trong nước lã có chứa lên đến 22 hóa chất nguy hiểm như thạch tín, uranium và radium. Khảo sát này đã được đăng trên tạp chí y khoa The Journal Horizon. Thưa quý vị, tiếp nối là một tin giải trí liên quan tới những cáo buộc xung quanh nữ rapper Cardi B thuộc băng đảng tội phạm Blux. Mới đây thì rapper Tekashi 6ix9ine đã đồng ý hợp tác với cảnh sát, chỉ điểm đồng bọn để nhận sự khoan hồng từ tòa án trước những cáo trạng liên quan đến các hành vi phạm tội của anh. Bên cạnh việc thú nhận bản thân là một thành viên của băng đảng đường phố Blux, từng phạm phải những tội danh như là trộm cắp, cướp giật, bắt cóc và hãm hiếp, thì 6ix9ine còn khai báo nữ rapper Cardi B cũng nằm trong băng đảng của mình. Cụ thể là khi công tố viên Alex Holt đã đặt câu hỏi, anh có biết Cardi B cũng là một thành viên của Blux hay không, thì nam rapper này đã không ngần ngại ngay lập tức là xác nhận. Anh còn bổ sung thêm rằng các thành viên thuộc Blux thường đóng vai phụ trong music video của Cardi B. Đại diện phát ngôn của Cardi B đã lên tiếng phủ nhận lời cáo buộc của 6ix9ine. Ngày hôm qua thì Cardi B đã chia sẻ trên Twitter rằng cô không thuộc cùng nhánh Nitray giống 6ix9ine mà thuộc nhánh Rims, cũng là một nhánh thuộc Blux. Không lâu sau đó thì cô đã xóa dòng trạng thái này. Được biết Blux là một băng đảng tội phạm có tiếng ở nước Mỹ. Thưa quý vị, vừa rồi là chương trình tin tức buổi tối. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian để theo dõi chương trình. Kính chúc quý vị có một buổi tối an lành. Xin kính chào quý vị.